Người dân Cuba ở Miami nhớ về cuộc biểu tình 11 tháng 7. Thưa quý vị, một năm kể từ cuộc biểu tình lớn nhất mà Cuba từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, người dân Cuba sống ở Miami đã tụ tập vào thứ Hai ngày 11 tháng 7 để bày tỏ về sự ủng hộ đối với những người đứng lên chống lại chính phủ. Nhiều người biểu tình đã tập hợp xung quanh một tượng đài của Lữ đoàn 2056, nơi tôn vinh một chiến dịch do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm lật đổ Fidel Castro vào năm 1960 để nói về mối quan hệ, quan tâm của họ và đưa ra trường hợp đòi tự do cho hòn đảo Caribe. Vào ngày 11 tháng 7 năm ngoái, người dân Cuba đã đổ ra đường trên đảo yêu cầu cải cách xã hội và kinh tế trong một cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi cố Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959. Các số liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy hơn 140.000 người Cuba đã rời đến Hoa Kỳ kể từ tháng 10.